Hello, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại video của Hoàng nhé. Thì hôm nay Hoàng giới thiệu với anh em một mẫu máy cưa sức máy mới luôn nhé. Đó, nhiều anh em mình không ưng máy cũ thì hôm nay giới thiệu anh em cái mẫu máy mới. Đó, hàng chất lượng rất là ok, giá tiền thì vừa phải cho anh em. Đó, con này là một con cưa Trung Quốc CS6910, hàng mới được hộp nhé. Đó, hàng này thì công suất lớn, giá bình dân. Đó, và chất lượng thì xài rất là ổn định. Đó, phụ tùng thay thế thì miên man rất là nhiều nha các bác. Đó, phụ tùng thay thế cái gì cũng có mới luôn, nên là anh em khỏi phải lăn tăn là máy hư hỏng trục trặc rồi phụ tùng thay thế không có như các dòng máy bãi. Đó, thì hôm nay giới thiệu với anh em con này thì con này nòng nó là 45 ly. Đó, công suất là 52 cc, và anh em chuyên khai thác. Đó, xài gia đình cũng đều được hết luôn. Đó, con này trọng lượng của nó là gần 6 kg luôn nhá. Đó, có giật trợ lực này, phụ tùng thay thế thông dụng, con này phụ tùng thay thế cái gì cũng có mới luôn, nên là các bác yên tâm luôn nhé. Lam dài, lốc nhôm, đó, mẫu máy nòng đứng, đó, có trợ lực cho anh em. Đó, con này thì phụ tùng thay thế thì khỏi phải lăn tăn rồi. Máy mới thì nó cũng rất ít khi trục trặc, nói chung anh em về chỉ việc sử dụng thôi. Đó, lam sức đầy đủ, cả vỏ lam đầy đủ luôn nhé. Đó, con này lam của nó là dài cho anh em được 45 phân, à đâu, cũng phải dài được 45 phân là trừ chân ốc cho anh em rồi. Đó, nói chung là về chỉ việc cắt thôi. Đó, còn anh em nào mình muốn lên lam dài hơn hoặc lam ngắn hơn cũng đều có nhé. Con này giá hiện tại đang bán anh em với giá là 1,7 triệu là nguyên bộ như trong video nhé. Đó, kèm cho anh em là một bịch đồ nghề này, một vỏ lam này. Đó, bao ship tận nhà cho anh em luôn. Đó, anh em là chốt thì liên hệ qua số điện thoại của Hoàng để được hàng nhé. Giá chỉ 1,7 triệu, phụ tùng thay thế miên man. Đó, nhiều các bác chán máy cũ rồi thì xài có máy mới. Đó, giá cũng khá bình dân, bên em trên những cái mẫu giá rất tốt cho anh em luôn. Đó, chỉ có 1,7 triệu mà anh em sử dụng thoải mái luôn nhé, bảo hành cho các bác là 6 tháng. Đó, có gì hư hỏng cứ gửi lại bên em bảo hành miễn phí cho các bác hết nhé. Đó, các bác chỉ cần về pha nhớt tốt cho em là được, bởi vì động cơ 2 thì này nó rất là bền nếu mà anh em sử dụng tốt. Đó, anh em chỉ cần pha nhớt tốt thôi, độ bôi trơn nó tốt, là nòng đồ nó là nó bền lắm, xài nó rất ít khi nó hư hỏng được luôn nha. Đó, thì là cái mẫu dành cho anh em mình sử dụng gia đình và khai thác đều được này, công suất nó lớn nhé. Đó, rồi xin phép test nổ cho bác nghe tiếng máy nhé. Hàng cao cấp rồi. Đó, bác là chốt thì liên hệ qua số đoạn xe nhé, sửa gần về các bác.